Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo nhé. Hôm nay thì em lại quay trở lại ngôi nhà của ông bà cụ 80 tuổi đây. Thì như bữa trước em đã hứa với quý cô bác anh chị là em sẽ quay trở lại để mà buộc hay là dàn buộc lại cái mái nhà cho ông bà, tránh cái thời tiết mưa bão thì sẽ bị tóc mái. Có nhiều anh chị hay là cô bác vào trong video của em nói là ở cái khoảng mái thò ra ngoài này khá là rộng nên là sợ khi mà mưa bão thì rất là nguy hiểm. Thì em đã hứa với các bác là em sẽ qua lại và em sẽ khắc phục cái hiện tượng này. Thì trong cái video lần trước em có nói là dù là có làm cái ngôi nhà hay là có lập cái mái nó chắc đến mấy thì nó mà không cột cái dây thép thì mưa bão vẫn có thể tốc mái bình thường. Thế là hôm nay em qua đây và nhờ anh bạn này cũng là người ở đây, nhờ anh bạn này cùng em hai anh em sẽ trèo lên mái và tiếp tục buộc những cái dây thép này. Đây cho bạn xem cái dây thép hôm nay em đã sắm và mua về đây. Đấy. Dùng cái dây thép này để mà căng trên mái nhà rồi cột xuống cái vách tường thì khi mà mưa bão có tốc mái chăng nữa thì cũng không bao giờ tốc được cái tấm lợp này bay các bạn nhé. Mấy bạn theo dõi hành trình anh em chúng tôi tiến hành làm luôn. Đấy bây giờ anh em chúng tôi đang tiến hành tìm cách làm nào để mà trèo được lên trên cái mái này các bạn ơi. Cái bức tường như thế này không có chỗ nào bám luôn đấy. Đấy, bây giờ là phải trèo lên trên mái để mà buộc cái dây dây thép này vào. Nó tới chỉ cho mà sao phá khi nào chúng tao tính đại nhiều hết sả khi chúng tao tính ở trong là nhà đó ở chỗ không sả tao tính hôm này từ nhiều hết chỉ là một bé bé tới giờ chỉ tao nhờ ra đã sang chỗ chú là nó già là nó sẽ cho bên chỉ tính tài chứ tao tính là có là nhiều đây là chúng ta hết là nó nhà đó cho hậu chỉ mới mới cho tính chia trong đại cho tương này chỉ nhà sau cho nó sả. Bây giờ thì anh em sẽ phải là buộc cái dây thép vào chỗ kia con ốc kia các bạn này. Cái ốc vít đi kìa, xong là cột xuống cái vách tường nhá. Thì quan trọng là cái phần đuôi này thôi, còn ở giữa là có những cái thanh xà với lại ốc vít rồi nên là dù là gió bão thì cũng không thể mà tóc được cái mái. Kể cả hai cái đầu này cũng vậy, cũng phải buộc hết đấy các bạn nhé. Đấy bạn, vì hôm nay mình đi cũng quên mất mang cái kìm nên là bây giờ sẽ phải đi lấy một cái con dao cùi về chặt cái dây thép đấy bạn ơi. Cái thép này nó là bằng nhôm hay bằng ấy thôi, nó rất là dẻo, rất là mềm thôi, không cần phải kìm cũng được ấy. Đây, chặt phát một nữa bạn ạ. Ấy thì mình đi giày các bạn ơi, mình đi giày nên không thể trèo lên được thì nhờ anh bạn này trèo lên để mà cột hộ mình đi xuống. Thank you.
từ trên ở trên cái mái đi xuống này. Đấy, cột kiểu này thì dù gió có tốc từ dưới này lên thì cũng không bao giờ tốc được cái mái đâu. Nên là các bạn yên tâm. Lúc mà làm ấy thì em đang nói là làm thì phải làm cho nó chắc. Có nhiều bác vào là vào xem ấy bảo là làm thế này thì rất là sợ bão gió báo nó tốc mái, nhưng mà không sao đâu các bác yên tâm đi. Em làm như thế này thì đấy, có cả dây thép buộc xung quanh ngôi nhà luôn nên là rất là yên tâm. Bây giờ là sẽ chuyển đi sang một cái chỗ khác để mà làm tiếp nhé. Thank you.
chỗ khác không ạ? Do là ông bà không có cái thang nên là anh em leo lên thế này rất là khó khăn các bạn ạ. Đây là cột nhà đấy, cột nhà gọi là cột nhà tròn đấy. Dây bên này nữa nhé. Ở trên mái là có những cái con ốc vít nên là rất là đơn giản. Đấy, móc vào mấy con ốc vít các bạn này. Rồi là kéo xuống cột vào tường thôi. Chỗ khu vực của ông bà này thì được một cái chỗ rất là đẹp luôn các bạn. Xung quanh ở đây thì bà con người ta rất là vui tính. Đấy. Thank you.
bị làm cái ngôi nhà cho nó thật là trực chắc chắn vào. Chuẩn bị làm cái ngôi nhà cho nó thật là chắc chắn vào, tại vì mùa này sắp đến mùa mưa bão rồi các bạn ạ. Ở trên miền núi này thì vào cái mùa mưa bão là tầm khoảng tháng 5, tháng 6 gì đấy là gió mưa rất là nhiều luôn. Đấy, di chuyển sang đầu bên kia các bạn nhé. Ở chỗ ok này. Cột nốt cái bên này nữa là xong bạn nhé. Cái dây thép này thì rất là to, đảm bảo luôn các bạn ạ, không bao giờ đứt được đâu. Gió mà thổi được cái này đứt nữa là kể cả nhà có xây đổ nóc đổ mái chăng nữa thì vẫn bay hết được các bạn. Đây thì hai đầu đều cột hết xuống tường đấy bạn nhé. Đó, ở chỗ tay của anh bạn này là có hai cái thanh gỗ đóng vào tường hết rồi. Thì dù mưa hay là bão có tốc từ dưới này lên thì không bao giờ mà tốc được cái mái này đâu các bạn ạ. Nên là các bác cứ yên tâm đi. Đây, trong vườn này của ông bà thì cũng có khá là nhiều cái con gà con này. Sáng nay ông bà cũng tranh thủ đi rất là sớm để đi cắt cỏ bò đấy. Đấy. Hôm nào thì cũng chỉ là hai bó cỏ bò đã hết ngày rồi. Đấy thì anh em cũng hoàn thành xong cái công việc cột lại các cái đuôi mái nhà. Đấy thì sẽ đi cho bạn đi xem một vòng xung quanh xem là hai anh em làm như thế nào nhá. Để cho các bạn an tâm về ngôi nhà của ông bà 80 tuổi. Thì như các bạn biết là xung quanh đây là có rất là nhiều những cái dây thép đang cột đây các bạn này. Đó. Mỗi bên là có 6 cái dây thép bạn nhá, có 6 dây thép. Thì bên này cũng thế. Cho nên là các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề là ngôi nhà của ông bà liệu có an toàn hay không. Đây, dây thép đang cột đấy bạn nhá. Cả ở giữa cũng có nữa. Và đầu bên kia cũng có nhá. Đó,
Đấy. Thì bây giờ ngôi nhà của ông bà còn chắc chắn hơn ngôi nhà của mình ở rồi đấy. Ngôi nhà của mình còn chưa 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 cột hay thép thế này đâu. Đây là một cái sáng kiến mà mình mới nghĩ ra cách đây mấy hôm thôi, tại vì là có các bác vào đóng góp ý kiến nên là mình cũng rất là cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến để mình làm cho ngôi nhà của ông bà an toàn hơn khi mà mưa bão. Thì hôm nay em đã qua lại gia đình vợ chồng 80 tuổi để mà cột lại cái đuôi mái nhà cho ông bà để có cái ngôi nhà an toàn hơn khi mà mưa bão về. Như cái video lần trước các bạn đã vào xem và có nhiều bác vào nói là cái mái nhà như thế này thò dài quá không có an toàn, thì hôm nay em đã khắc phục được cái hiện trạng sợ tóc mái rồi, nên là quý cô bác chị theo dõi video thì cứ hãy yên tâm, ông bà không còn lo lắng hay là sợ về việc là mưa bão sẽ tóc mái đâu, cái này là bây giờ là rất là an toàn rồi. Thì bây giờ đã muộn em cũng xin phép dừng cái video đây và cảm ơn tất cả quý cô bác chị đã luôn đồng hành cùng kênh Vlog Miền Núi. Xin chào tất cả các bạn và hẹn lại mọi người ở một cái video hành trình thực thiện tiếp theo nhé. Bye bye.